quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn vừa đón nghe toàn bộ nội dung chương trình tạp chí Tri thức và đời sống kỳ này. Ban biên tập chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của toàn thể quý vị và các bạn. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình và bài viết cộng tác xin được gửi về hộp thư điện tử Tri thức đời sống a@gmail.com và btvghnmhanoi@gmail.com. Thư tay xin gửi về địa chỉ 56 Tô Hiệu, quận Hà Đông, Hà Nội, điện thoại 33518292. Rất mong nhận được sự cộng tác của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.